Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Jolly Chica. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ hai. Jolly Chica, Sleeper. Let's go. Let's go. Thank you.
Wow, sợ kìa. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ 3, Again Action. Let's go. Cũng của hãng C Game. Ok. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ tư, Sleeper Free. Let's go. Đây là một tựa game khá là hot và hay trong những tháng vừa qua. Thế hôm nay thì nó vào hơi chậm một chút, cho nên khi đó các bạn phải đợi một chút nha. Mình sẽ vào lại xem như thế nào. Làm sao này vào rất là chậm. Ok, let's go. Swipe your finger across your go. Use the zoom slider to center the crosshairs on the target. Tap to shoot the enemy. Not bad. You'll find your next assignment in the sniper. Engage.
good stuff, but your weapon... We just received intel on an illegal arm... Let's go. There's an easier way to locate target. Use the zoom slider to tap the thermal icon. Thermal view has a limited duration, so don't waste time. You've definitely got potential. This one, you're ready. Time is critical, and hostiles will be armed. Okay, let's go. Zoom in to increase the accuracy with assault rifles. Tốc độ chuột của cái này nó hơi cao một chút. Và nên ví dụ là các bạn có thể chỉnh tốc độ cho nó chậm đi để dễ điều khiển. Nice. We've got another assignment. Crafting weapon components. Take cop. Chuck. Enough. Cell Strike has identified the last target. Okay. Cell Strike satellite spotter is operational. Use a satellite spotter charge to... The target has been marked. Take him down. Quick story. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Coverfire. Đây là một tựa game cũng khá là hay. Let's go. Captain. New. Rồi. Đang thấy đạn rồi, mình sẽ tiêu diệt đạn trong này. Ok, tiếp đến chạy đến nào. Mở khóa tranh này chưa mở được. Let's go. Rồi, let's go. Đi tiếp vào trong bên trong. Wow, một anh chàng ở trên. Ok, let's go, continue. Oh my gosh, skip. Tiếp tục. Ở sao, sâu xa đây. Let's go. Bắn ở chỗ đỏ này. Let's go. Tiếp tục nào. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Sleeper Try. Let's go. Super boss.
Let's go. In New York. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Sleeper Hollow. Let's go. Ok. Update xong đủ chưa? Chưa đủ. Thế thì mình vào đây thôi. Mình sẽ chọn update xem nào. Vẫn chưa đủ tiền. Ở đây thì xem có đủ không. Start game. Vẫn 7.200. Wow. Vẫn phải cày tiền ở đây thôi. Tiếp tục là
Let's go. Vẫn chưa đủ tiền. Wow. Được rồi. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ 8, Sleeper Body Assassin. Let's go. Let's go. Cell phone. Đây rồi. Let's go. Update it up. Green patch. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Sleeper Master. Wow, let's go. Mission start. Mission complete. Mission start. Oh my God. So let's go. Mission complete. Okay. Mission start.
Mission complete. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Skin Sauce. Let's go. Ok. Nhân đôi luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Sleeper. Hitman Sleeper, let's go. Ok. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những năm vừa qua. Và anh chàng Hitman này cũng khá là nổi tiếng đối với các bạn trẻ. Và đã từng xem phim Hitman. Tabs to continue, let's go. Sector of fire confirmed, 47. Operation is live. Objectives completed. Execute the mark at your discretion. Flawless as usual. The client will be pleased with your work. Thank you.
godfather of cocaine, Ahmed Maklouf, controls much of the drug trade throughout the Balkans. Very simply, he's used the services of the ICA in the past and is delinquent on his last payment of several million dollars. Time to settle the debt, 47. Rendezvous at the agreed waypoint. Okay, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Hughes Cooper. Let's go. Của hãng xe game. Okay. Các bạn chỉ cần bắn chậm khoảng một lúc thôi là các bạn sẽ bị bắn chết. Vẫn chưa đủ tiền để mua khẩu súng này. Let's go. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.